Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát, là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Trả lời câu hỏi của thẩm phán Phạm Lương Toản, Tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chủ tọa phiên tòa, Bị cáo Văn cho biết bản thân có 18 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, trong quá trình làm việc có quen biết với một số cán bộ SCB, làm việc ở Hà Nội 18 năm, sau đó vì hoàn cảnh gia đình nên ông Văn phải về thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2013, bị cáo Văn được bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo trong vụ án tuyển vào làm việc tại ngân hàng SCB từ vị trí phó chủ tịch ủy ban chiến lược giúp hội đồng quản trị vạch ra chiến lược phát triển ngân hàng. 6 tháng sau, ông Văn được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc SCB rồi lên tổng giám đốc. Bổ nhiệm bị cáo làm tổng giám đốc của SCB thì bà Sương có xin ý kiến của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Văn nói. Khai với tòa, bị cáo Văn biết rõ hoạt động của SCB. Dù không có vị trí chính thức nhưng bà Lan có tiếng nói quyết định trong hoạt động của SCB. Bà Lan chỉ đạo tôi và anh Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo đang bị truy nã, thành lập các trung tâm kinh doanh để giải ngân các khoản vay của Ba Lan, bị cáo Văn nói. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc tất cả khoản vay liên quan đến vạn thịnh phát có phải đều là giải ngân trước và hợp thức sau, ông Văn nói, có nhiều hình thức, có đúng có sai. Trình bày với hội đồng xét xử, ông Văn nói, mình lên làm tổng giám đốc lúc SCB sáp nhập từ ba ngân hàng, mình có kinh nghiệm nên sẽ giúp tái cơ cấu SCB. Ông Văn khai, thấy bà Lan rất tài năng, thấy khoản vay liên quan Vạn Thịnh Phát có tài sản đảm bảo, có niềm tin, bà Lan sẽ giúp cho SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Ông Văn thừa nhận, SCB trở thành công cụ để huy động tiền của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, bản thân bị cáo Văn không có hùn hạp, không có cổ phần gì trong SCB, mà chỉ muốn giúp SCB tái cơ cấu, chỉ ăn lương bình thường, chớ không có động cơ gì, làm việc với tư cách là người làm thuê. Tôi tin bà Trương Mỹ Lan căn cứ vào cách bà Lan đối xử với lãnh đạo SCB và cấp dưới rất quan tâm. Bà Lan đầu tư cho lĩnh vực bất động sản có chiến lược dài hơi. Tài sản đảm bảo là tài sản lớn có khả năng sinh lời. Tôi tin bà Lan sẽ đưa SCB vượt qua khó khăn, SCB mạnh hơn. Ông Văn Khai. Đến tháng 7 năm 2020 thì Võ Tấn Hoàng Văn xin nghỉ việc tại SCB. Theo hội đồng xét xử, mỗi khi cần tiền để sử dụng Trương Mỹ Lan sẽ gọi điện thoại trao đổi với Văn về việc rút tiền từ ngân hàng SCB thông qua khoản vay mà Lan đã có chủ trương chỉ đạo giải ngân tiền cho Lan sử dụng. Võ Tấn Hoàng Văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại ngân hàng SCB, trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác của Trương Mỹ Lan. Việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay. Bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo điều tra, bị cáo Dũng được bà Trương Mỹ Lan cho làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Dũng nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Lan nên biết rõ khoản vay nào của SCB, khoản vay nào của Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB chỉ ký hợp thức hồ sơ thủ tục cho vay vốn để giải ngân rút tiền của SCB. Bị cáo Dũng cũng biết rõ ngân hàng SCB không hề thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm đến phương án vay vốn. Chính sự ngoan ngoãn này của bị cáo Dũng, ngoài tiền lương thưởng dịp lễ Tết, bị cáo còn được bà Trương Mỹ Lan thưởng thêm 500.000 cổ phiếu, tương đương 5 tỷ đồng. Hành vi giúp sức tích cực này khiến bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 187.000 tỷ đồng. Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Trong phần công bố cáo trạng, ngoài nêu rõ hành vi phạm tội của 86 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát còn thông tin về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với một số trường hợp. Trong quá trình điều tra truy tố, ngoài bị cáo Lan và 5 trường hợp đang bị truy nã, 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo đã phối hợp tích cực hợp tác, giúp cơ quan tối tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Trần Hoàng Giang, Từ Văn Tuấn. Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Lan, đã tự nguyện nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, nộp 1 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, sau khi bị khởi tố đã trả lại cho ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng bị cáo Dương Tấn trước cũng xin nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục thêm 52 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan 5,2 triệu đô la Mỹ cũng đã tự nguyện nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm gửi ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Capella, bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo này hơn 657 tỷ đồng. Tiếp đó, gia đình bị cáo Trí tự nguyện nộp thêm 3,3 triệu đô la Mỹ. Cũng liên quan tới bị cáo Nguyễn Cao Trí, cuối chiều ngày 6 tháng 3, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản đã chấp nhận cho bị cáo được ở lại trại giam. Khi nào cần trích xuất, bị cáo tới tòa. Hội đồng xét xử sẽ thông báo cho lực lượng dẫn giải. Chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích, do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí độc lập với các bị cáo trong vụ án nên không nhất thiết ngày nào cũng dẫn giải tới tòa. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp trong số 80 bị cáo ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, nhiều bị cáo được nêu từng có thành tích xuất sắc trong công tác, bị bệnh, sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, gia đình có công với cách mạng cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, đại diện viện kiểm sát nhân dân đã công bố cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Ngoài ra trong cáo trạng cũng nêu việc phân hóa vai trò của nhiều cá nhân liên quan để không xử lý trách nhiệm hình sự với những người này. Cụ thể, theo cáo trạng, nhóm cán bộ cấp đơn vị chi nhánh cho vay, tái thẩm định cho vay, tham mưu cho ban giám đốc, cán bộ giúp việc cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn, không đảm bảo quy định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng SCB và những người ở cấp đơn vị chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan, tập đoàn vàng Thịnh Phát. Họ đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ vị trí chủ chốt, họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo SCB trong đó cáo trạng có đề cập đến ba trường hợp là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB nhưng đã qua đời khi vụ án bị phanh phui nên không bị xem xét xử lý hình sự đó là trường hợp bà Nguyễn Phương Hát là phó tổng giám đốc và Nguyễn Tiến Tê là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB Ông Nguyễn Ngọc Dê là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula thuộc hệ sinh thái Vàng Thịnh Phát. Cáo trạng có đề cập, ba trường hợp liên quan đến vụ án đã qua đời. Đây là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Cáo trạng xác định bà Nguyễn Phương Hát và ông Nguyễn Tiến Tê đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc tập đoàn Vàng Thịnh Phát vay vốn trái quy định pháp luật của ngân hàng SCB, hai người này bị xác định là đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Còn về trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Dê là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula, trụ sở số 193-203, đường Trần Hương Đạo, phường Cô Giang, quận 1, bị cơ quan tối tụng chỉ rõ là đã tham gia vào quá trình chỉ đạo, tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên pháp nhân, sở hữu cổ phần, trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản. Cơ quan tối tụng đã xác định ông Dê giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. song ông Nguyễn Ngọc Dê đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.